mắt gai hôn vào tay. Mẹ làm gì thập thò vậy kia vậy má? Chưa đây ai? Chị nè. Làm gì gần chứ có nhà ta vậy? Ta đang đú chen nghe. Chị Chính nè. Có gì vậy? Buồn quá, gầu quá. Tại mắt gì buồn, mắt gì gầu mẹ. Sao? Em có tiền đúng không? Chị mượn hết. Làm gì? Chị đi cắt. Cắt cái gì? Mà khó nói quá à. Cắt cái gì mà khó nói? Thì cắt cái gì? Thôi cho chị giữ bí mật đi. Cắt đôi nói sầu, em buông tay cắt đôi nói sầu. Ôi giờ này còn tâm trí đâu mà làm á cái chuyện này mà cắt đôi nói sầu nữa. Gì mà mặt là nghiêm túc chứ vậy? Cho chị mượn ít đi. Rồi thì xong rồi chị về chị trả sao cho. Nhiều. Mấy trăm mà. Mấy trăm mà hả? Là quan trọng lắm cái gì mà mặt bà căng vậy ạ? Thì quan trọng chị mới cứ mượn chứ không quan trọng sao mượn được. Nha, chịu đi mượn được không? Để coi coi. Chắc chắn đi trời, chứ coi coi biết chừng nào xong. Thôi được rồi, đi về bản đi chút xíu kêu băng đem qua cho. Đội ơn em nhiều nha. À, thấy dạo này bà xanh xao lắm đó nghe. Gầu đó. Vậy hả? Thôi chị về. Rồi có gì chiều kêu băng đem qua em chị nha. Rồi về đi má. Xong xuôi hết thì trả cho. Ừ. Cảm ơn em nhiều nha. Ôi là trời. Ôi. Sáu ơi. Còn trẻ. Cái gì ngồi tâm sự mình nên vậy, lấy cho xà bông rồi gọi đầu ơi. Lấy lên đi má. Còn trẻ gì mà trời sao mà bị gì vậy trời. Ai? Bị sao đó nghe coi, bị sao? Không phải chỗ nào? Sao? Không phải con má ơi. Chứ ai? Con bà Chính đó. Ở lớn hơn mình có 2 tuổi mà giờ bị vậy rồi sao trời. Biết sao hả? Kể nghe coi. Qua mượn tiền cắt rồi. Cắt? Ừ. Chắc thời kỳ cuối. Cái gì mà thời kỳ cuối dữ vậy trời? Ừ. Hánh thằng mượn tiền là... cắt là thời kỳ cuối rồi. Vậy là con đâu còn được nhiêu ngày nữa hả? Thì bà thấy vậy tính thương dữ vậy trời. À chắc thôi đi, chắc không cho mượn đâu. Ê. Cho ý là cho luôn á. Thì cho sao? Luôn đi. Không. Đời người vô tư lắm. Đừng có khóc coi. Thì khóc thì khóc theo mày đó. Mày nín đi má ơi. Tao đã xấu rồi mà còn xấu hơn. Sao tự nhiên khóc trời. Ý là gọi là cảm thông cho phụ nữ. Bởi vậy. Ê. Vậy là chắc thời kỳ cuối rồi nghe nè. Tính ra nó chưa có mảnh tình là chắc dai luôn á má. Thì bởi vậy. Ê. Mấy người vậy linh lắm á trời. Sao tôi đã gọi tôi lấy cho xà bông. Giả con bom ở đâu đi phải không nè. Cái gì má, xà bông gọi đầu bà nội ơi, gọi đầu mà lấy bông đi làm chi. Gọi đầu hả? Gọi đầu hết dây rồi lấy chai đi. Ừ nè. Tính nghe bắt cắt. Thôi. Chắc cũng nặng lắm á trời. Tại vì nặng lắm má ơi, cắt là thời kỳ cuối rồi má. Sao mà để cái nông nổi này vậy trời. Tha phát hiện sớm là đâu có lực ra nổi vậy. Con người mà hèn nói là ha, dép còn có số đâu, huống chi con người không có số. Ê, hèn chi bữa giờ bà trầm cảm hoài kêu... xanh sao ấm nhơm nhách luôn, ngủ đi chơi không thèm đi. Thì bà ấy vậy kêu đi ăn cũng không thèm đi luôn, tối ngày gú nhà không, tưởng nó có bồ ai nhẹ đâu. Sao về má ơi, hết sức. Về đi chắc phải đăng xịt tết quá. Gán lên chị ơi, vượt qua khúc này nha. Có em bên cạnh. Mới ngày nào đi em gì mà giờ. Không được. Phải đi qua nói với người người biết. Hai ơi. Hả? Gì đừng có ăn cơm nữa. Sao vậy? Đừng có ăn cơm nữa hai. Cái này quan trọng hơn. Bà Chính sao bà nội? Qua mượn tiền con. Chi cắt. Cắt cái gì? Cắt gì? Chi cắt. Cắt gì? Thôi tại kỳ cuối đi các. Thì không trả. Tội nghiệp quá vậy. Chiều nay á, con kêu băng đem tiền, ba chắc không cho mượn cho luôn. Nên mọi người á, có được nhiều tranh thủ góp tiền đem cho bà Chính như thế thương lắm chị. Bà lại à. Thôi đừng có xúc động quá, nó còn trẻ quá. Thì bà vậy, còn trẻ chưa có biết mùi đàn ông nữa mà giờ vậy. Tội quá à. Thôi không đi. Đưa cho em mấy số tài khoản lẹ. Đây nè. Đó. Rồi em chụp hình rồi để chú em chuyển bây giờ. Trời ơi sao tội nghiệp dữ vậy trời. Con có biết đâu má, nhờ con đi qua đây đi đó. Mới ngày hôm qua ngày hôm kia thấy nó đi rồi coi mà. Hồi sáng nay con cũng thấy cô chích lội ngang đó nè. Con có biết đâu. Thôi để con chuyển tiền qua cho bả.
Vì chiều nay mấy tranh thủ mấy bà bệnh má thăm cô Chính đi. Đúng rồi. Bà con vô chồng à. Trời ơi, tội nghiệp quá trời ơi trời. Chưa có chồng có gì hết mà sao mà đi sớm dữ vậy Chính ơi, Chính. Hồi áo. Ngọc ơi. Cái gì vậy? Mẹ Chính đó. Sao? Cắt rồi. Cắt rồi. Cắt là sao? Có quần quá hay cắt hả? Không, rất nặng dữ lắm đó. Coi tranh thủ sắp tiếp đi qua hâm bãi với chị đi. Cắt rồi, không còn sống được nhiều lâu nữa đâu. Vậy hả? Đi. Cái gì mà bỏ qua được? Vậy chứ mày muốn làm sao? Tao nói là không có được. Ôi, có hay chuyện gì chưa mà cứ lộn nữa vậy? Cái gì vậy? Bà Chính bà cắt rồi. Cắt gì bà cắt? Bà cắt rồi, bây giờ bà hết bí đường rồi. Giờ chị em mình, giờ chị em mình gom bà tiền cắt đi. Trên hay cắt dưới? Bà cắt rồi. Bà cắt rồi hả? Bà cắt rồi. Bà cắt xong rồi, hết rồi. Bà cắt rồi, bà hết rồi. Bà cắt xong rồi hả? Đúng rồi. Cái gì đó vậy? Bà Chính bà cắt hết rồi. Vậy đứng dưới nhà tôi khóc cũng sầm vậy. Đi qua bà Chính. Bà làm gì? Bà Chính nói cắt. Cắt rồi. Cắt cái gì? Trời ơi trời, cuối rồi. Anh đợi má cả. Cuối rồi, cuối rồi. Đi qua mua bịch dầu rồi. Khoan. Cái vụ gì? Nó mày vô đầu tiên nè. Ai nói? Nè. Nó nè. Con nhỏ này. Nó cắt cái gì? Cái gì? Cái gì? Nó nói bà đỏ cắt thúi rồi. Bà thúi rồi. Thúi rồi hả? Ai nói mày? Nói cái gì mà thúi rồi? Bà sao? Bà sao bà nói em với bà? Rồi ai nói bà? Chuyện mẹ sao đó. Rồi ai nói bà? Trời bà thấy bà nói xấu Chính ơi chạy rồi bà chị chơi rồi. Cái gì nữa? Chị nói cho em muốn hết. Khoan, nói đây, nói nghe nè. Chị nói sao tôi bệnh nào tôi không biết vậy? Ủa mày chứ đi qua mượn tiền mà sao làm gì mày á? Nói sao nó còn mạnh mà nói gì rồi bà sao chị nói sao không? Chị nói mày nữa. Thôi má ơi. Ngưng đi. Sao chẳng vậy? Ngưng. Giấu. Đúng rồi. Giấu không cài hay. Giấu không cài hay. Giấu không cài hay. Rồi sao bác sĩ chạy? Bác sĩ gì ở đây bà nội? Ở đâu? Thánh thần ơi, tôi đi cắt viên âm. Cái gì? Ê, lâu quá rồi đi cắt viên âm nè trời. Cảnh quá mẹ, cảnh quá mẹ nào nói vậy? Ai đồn, ai đồn, ai đồn, ai đồn, ai đồn, ai đồn, bà Sáu à. Bà Sáu đồn với ai? Bà Sáu à. Bà Sáu. Con bé, bà Sáu á, để quan tâm nha. Trời ơi, chị em thân thiết, người thiện lành quan tâm. Con bé Sáu. Rồi, cảm ơn mọi người. Trời ơi. Trời ơi, Thánh Thần ơi, người ta đi cắt gì lắm. Bà bả đi dồn người ta thời kỳ cuối. Thánh Thần mẹ đi cắt rồi. Đi hết rồi, giấu không? Giấu đảo. Giấu không? Mắc mới giấu chi? Ai, tôi qua tôi mượn có mấy trăm ngàn lần đi cắt chiên âm mà mấy má ơi. Ai mà thời kỳ cuối mà mượn có mấy trăm ngàn chi cha? Mấy trăm ngàn. Ờ. Mấy trăm ngàn. Rồi, đi về, một lát nữa tôi quay tôi tính sổ. Đi chứ trời, làm tao không có chết rồi. Cắt rồi. Mà mấy mẹ này cũng vô duyên nữa. Nghĩ sao vậy? Chưa nghe đầu nghe đuôi nữa, đi qua đều rồi chụp chúng ta rồi. Má trời quá đất. Mà khoan nữa, con mẹ Sáu chuyến này tới sớm tao. Wow, tính hơi cảnh. Tao rồi, con mẹ Sáu. Bà đi đồn cái gì vậy? Chị ơi. Hả?
bà đi đòn cái gì? Em nói cho mọi người biết hết rồi, gì được người biết cái gì hả? Bà đòn tầm bậy tầm bạ, người ta kéo qua nhà tôi, người ta khóc sầm ở bà hết trơn. Cái gì? Em không ngờ bà chia sẻ đồng nợ chị nữa em. Cái vụ gì? Chị em chị nha. Bà nội ơi, bà đi đồn tầm bậy bạ. Trời ơi, trời, tao mượn tiền tao đi cắt viên âm. Mà mày đồn tao cái gì mà thời kỳ cuối? Hả? Nói lại. Đi cắt viên âm. Ế quá trời ế rồi. Tao nói ế chẳng mấy chơi bốn mấy tuổi đầu mà không có một mảnh tình dắt dây bây giờ. Đi coi ra thì người ta nói có viên âm. Phải cắt cái đó. Cắt cái viên âm? Ừ. Không thì... có bệnh hoạn gì hết trơn. Bệnh mẹ gì đâu. Tao mạnh như trâu vậy đó. Tao gầu bữa giờ nè tao. Má này ngộ quá, sao không nói trước vậy trơn vậy? Thì ra thì sao thay gì vậy hả? Đi qua mượn tiền thì nói hả, mượn tiền à, cắt cái viên âm mẹ cho rồi đi. Nói mà sao Linh nữa? Tự nhiên cái qua mượn tiền khó nói, cắt khó nói, ai biết bà khó nói là cắt cái gì. Má ơi, má cắt cái kia của bà. Má nghĩ gì vậy trời? Ôi là trời, con người gì mà sao nhiều chuyện dữ vậy? Ai biết đâu? Là bí mật, cái chuyện bí mật của người ta rồi. Đi đồn đâu trên xóm dưới nói là hả, tôi cắt cái gì cái kia nọ. Không rành gọt, không biết đâu má ơi, tôi quyên góp được 27 rồi nè. Cái gì nữa? Quyên góp làm gì? Quyên góp tiền cho bà, ai biết đâu. Ai mượn? Thánh thần ơi, là bao là bước đi, đi trả lời giùm người ta giùm cái bà nội ơi. Trời ơi, còn chưa kể nữa, bà đăng lên trên mạng cái gì nữa, gì dù mà có em bên chị tùm lum tùm la. Ôi là trời, người ta chưa bị gì là bà trù người ta rồi đó. Bà nội, bớt cái miệng là giùm tôi cái nha bà nội ơi, là bà nội. Quá ai trời biết? Đất à, mới có nhiêu đó thôi mà hả, đi đồn mình vậy rồi. Thôi ngộ quá, chị em chơi thân thiết với nhau hả, tôi quan tâm chăm sóc cho chị mà còn hả chửi ta được. Tôi đi vì sao, hay bà có hả ẩm bà điện giữa bờ giữa bụi, không ai quan tâm đâu má. Rồi, cảm ơn, mệt quá trời mệt rồi. Hà bán mong biển. Thì nó làm giờ phải chuyển trả tiền nó cho người ta nè.